Tại Hà Nội, đoàn trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ đã tổ chức ngày hội Nguyễn Huệ trong tôi 2 với sự tham gia của hơn 2.000 cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường. Đây là hoạt động kỷ niệm nhân dịp 83 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và ra mắt Hội cựu học sinh chuyên Nguyễn Huệ. Nguyễn Huệ trong tôi là sự tập hợp chung ý tưởng khởi nguồn từ các cựu học sinh Nguyễn Huệ để tri ân các thầy cô giáo và kết nối các thế hệ học sinh của nhà trường. Ngay sau khi được thành lập, Hội cựu học sinh chuyên Nguyễn Huệ đã tham gia giao lưu, tọa đàm với các thầy cô giáo và học sinh nhà trường để chia sẻ kinh nghiệm học tập, định hướng nghề nghiệp, đồng thời tặng những suất học bổng có giá trị cho những em học sinh có thành tích xuất sắc trong hoạt động đoàn và trong học tập. Là năm thứ hai diễn ra, ngày hội năm nay có nhiều hoạt động do đoàn trường và các bạn học sinh tổ chức như thi trình diễn thời trang, văn nghệ và mở các gian hàng kinh doanh với nhiều sản phẩm thú vị do chính tay các bạn tự làm để bán với mục đích lấy tiền làm từ thiện.